không ngừng có người đi lên. Bên này, Diệp Thần nhìn thoáng qua Long Hồn Bia, ánh mắt đặt ở trên người Dương Đình Thiên. "Sư bá, Long Hồn Bia khảo thí này không nhìn tu vi cùng thiên phú sao?" "Tu vi cùng thiên phú không trọng yếu, Dương Đình Thiên nhẹ nhàng vuốt vuốt, giải thích. Thái Hư cổ long hồn thật là quái dị, muốn cùng hắn phù hợp độ đạt tới rất cao, cũng là phải xem rất nhiều phương diện nhân tố, tu vi cũng chỉ là một phương diện trong đó." ta làm sao cảm giác thái hư cổ long hồn đang đùa chúng ta đây diệp thần sờ sờ cầm. chuyện do người làm đi ha ha lúc hai người đàm luận một tiếng sói chu tử tế đàn bên kia truyền đến cẩn thận nhìn chính là hùng nhị ổ gã này thật sự là một bảo vật sống có khuôn mẫu đi tới lại ở lâm hành một cước đột ngột gào một tiếng kinh hãi dương đình thiên bọn họ đều không khỏi giật mình một chút nhất định phải cho ta ra mười phần bằng không đập ngươi Hùng Nhĩ nghiễm nhiên không chú ý tới khuôn mặt đen nhánh của rất nhiều người, hắn không cần mặt mũi, chỉ vào long hồn bia gào thét. Sau khi gầm gừ kêu to, gã này mới vươn ra bàn tay nhỏ bé mập mạp đặt ở trên long hồn bia. Diệp thần cùng liễu giật bọn họ nhao nhao nhìn lại, muốn nhìn xem hàng này có thể xuất ra mấy thành. Chỉ là, sau khi Hùng nhị đặt tay lên long hồn bia, long hồn bia căn bản không có phản ứng gì, vẫn lặng lặng đứng lặng ở đó, giống như không có việc gì. Lần này không tính, Hùng nhị ho khan một tiếng, lần nữa ha ha một tiếng, đem bàn tay nhỏ bé mập mạp dán lên long hồn bia. Chỉ là, một giây hai giây ba giây cho đến mười mấy giây trôi qua, long hồn bi vẫn không có phản ứng gì. Nhật quỷ rồi, không để mặt như vậy, Hùng nhị thầm móng một tiếng, còn muốn thử lại. Cái kia trêu chọc, người có thể xuống, phía dưới, chuyển đến thanh âm tư đồ nam hô to kêu nhỏ. Ngươi cho ta. Đi xuống đi, thấy hùng nhị trì hoãn không ít thời gian, Dương Đình Thiên trầm giọng một câu, hắn cũng không rảnh rỗi cùng tên mập mạp này gác lại lãng phí thời gian này. Cái này không thể trách ta, trưởng giáo đều lên tiếng, hùng nhị tự nhiên sẽ không tìm không được tự nhiên nữa, sám xịt nhảy xuống tế đàn, hắn ngược lại ngay cả uy hiếp đe dọa, ngay cả một thành cũng không mở ra, bớt mặt ném vào trong nụ quần. Đợi đến khi trở lại trong đám người, từ đồ nam, tạ vân cùng khoác đằng chọc gẹo, nhào nhào ngữ trọng tâm dài nhìn thoáng qua hùng nhị. Mập mạp, Người này bức trang không tệ, cho người một điểm đầy đủ Độ phù hợp một thành, tiếp theo ba người đàm luận Dương Đỉnh Thiên còn đang có trật tự tuyên bố Hơn nữa sắc mặt không đẹp lắm Không trách hắn như thế, chỉ vì đi lên hơn trăm người Độ phù hợp sửng sốt là không có một người nào vượt qua hai thành Ý tứ này chính là, nếu đo đến cuối cùng Độ phù hợp cao nhất chỉ có hai thành người, chính là chủ túc Hai thành độ phù hợp, đệ tử kia cũng ước chừng chỉ có thể làm chủ túc chủ hai trăm năm cũng chính là tuổi thọ của hắn chỉ có 200 năm. Cho nên, 200 năm sau, chủ chủ sẽ bị cán trả mà chết, đối với một tông môn mà nói, thế nhưng là một tổn thất cực lớn, phải biết rằng sau khi chủ túc chủ trước chết, hàng nhạc tông còn có tái tuyển chủ. Bên kia, liễu giật đã đi tới, nhưng cũng chỉ là hai thành. Kế tiếp, mấy chục hơn trăm đệ tử thay phiên nhau đi lên, chỉ có tể dương mở ra một độ phù hợp hai thành, những người như khổng tào, giang dương, tả không minh, tử sam cùng giang hạo cơ bản đều là một thành một thành. Lần này, sắc mặt diệp thần cũng khó coi hơn nhiều, nhiều người như vậy đi lên, cao nhất cũng chỉ có hai thành. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Trong lòng nghĩ, hán hơi nhấc chân, chậm rãi đi lên tới đàn. Đến lúc này, thái hư cổ long bị phong ấn ở bên kia cửa đá mới chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt u tịch nhìn lướt qua diệp thần, khóe miệng lộ ra nụ cười hí ngược. Dĩ nhiên có lục đạo tiên luân nhãn, chẳng qua, ta đối với ngươi. Nói xong, còn người thái hư cổ long đong đưa, quét về một phương hướng khác trong địa cung, ánh mắt nhắm vào một người đệ tử kia. So với lục đạo tiên luân nhãn, ta càng thích ác ma chi tâm hơn. Bên này, Diệp Thần đã dừng chân trước long hồn bia, đầu tiên là hít sâu một hơi, lúc này mới vươn bàn tay, nhẹ nhàng dán lên long hồn bia. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ lại đây, muốn nhìn xem một đệ tử kinh diễm nhất của hàng nhạc tông chủ, rốt cuộc có thể mở ra một cái mấy thành độ phù hợp đi ra, ngay cả dương đình thiên cũng gắt cao nhìn chằm chằm long hồn bia hy vọng diệp thần đệ tử này lần thứ hai sáng tạo ra một kỳ tích đi ra u u u chỉ là long hồn bi chỉ ong ba cái liền lâm và yên lặng mặt trên biểu hiện ra một chữ tam cổ xưa ngay cả diệp thần cũng chỉ có ba thành sao lâu mày dương đình thiên nhất thời nhíu chặt xuống ngay cả một đệ tử kinh diễm nhất của hoàng nhạc tông độ phù hợp cũng chỉ mở tới ba thành so với tưởng tượng của hán thấp hơn vận khí của lão tử sẽ không cõng như vậy chứ nhìn lướt qua con số trên long hồn bia diệp thần hơi nhớ mày một chút liền chậm rãi đi xuống tới đàn trong dự liệu trong đầu vang lên thanh âm mờ ảo của thái hưu cổ long cổ long phải biết rằng ngươi hàng nhạc tông có độ phù hợp cao nhất một đời túc chủ cũng chỉ có năm thành ngươi có thể khai ra ba thành đã không tệ rồi lão tử thật hăng hái muốn sống một ngàn năm đâu ba trăm năm này coi như là chuyện gì xảy ra diệp thần hung hăng xoa xoa mi tâm đứa nhỏ xui xẻo. Độ phù hợp, một thành, lúc hai người nói chuyện với nhau, thanh âm của Dương Đình Thiên lần thứ hai vang lên, mở ra độ phù hợp một thành chính là dạ như tuyết. Tuy rằng thiên phú của nàng không thấp, nhưng cho dù Diệp Thần cũng chỉ mở ra ba thành, bọn họ cũng thấy không trách. Kế tiếp khảo nghiệm, liền ảm đạm rất nhiều, độ phù hợp cơ bản đều là một thành, có đệ tử thậm chí ngay cả một thành cũng không mở ra, thế cho nên hơn phân nửa người đi qua, độ phù hợp cao nhất cũng chỉ là Diệp Thần ba thành tất cả mọi thứ đang diễn ra một cách có trật tự có lẽ ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào tấm bia long hồn trên tế đàn này nghiễm nhiên chưa từng phát hiện doãn chí bình trong góc đám người thần sắc có chút dị trạng thỉnh thoảng lại nhìn trái nhìn phải giống như đang tìm cái gì đó doãn sư huynh người đây là làm sao vậy có đệ tử kinh ngạc hỏi một câu các ngươi có phát hiện có người đang nhìn chăm chăm chúng ta hay không doãn chí bình nhìn đệ tử kia hỏi không 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 chẳng lẽ là ta cảm giác sai doãn trí bình lầm bầm một tiếng đồ phù hợp một thành và một thành dưới ngoại điện chờ bên này dương đỉnh thiên đã lên tiếng nghe vậy những người phù hợp một thành nhao nhao rời khỏi địa cung mà tư đồ nam bọn họ trước khi đi cũng không quên lo lắng liếc mắt nhìn diệp thần một cái nếu là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn diệp thần chính là túc chủ nhiệm kỳ này nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn diệp thần chỉ có thể sống ba trăm năm hy vọng ông trời ban phước cho hắn đi ra rồi thời điểm tư đồ nam bọn họ đi ra từ phúc đạo huyền bọn họ nhao nhao vây quanh bên trong tình huống gì độ phù hợp cao nhất là ai mở ra mấy thành cho tới bây giờ độ phù hợp cao nhất là diệp thần ba thành ba ba thành không ba thành nghe được con số này thân thể mềm mại của sở huyên nhi run lên sắc mặt trong nháy mắt tái nhạt xuống độ phù hợp hai thành người tiếp theo độ phù hợp một thành tiếp theo trong địa cung khổng lồ thanh âm như vậy không ngừng vang lên đệ tử đi lên đã qua hơn phân nửa nhưng độ phù hợp khai ra cao nhất cũng chỉ là diệp thần ba thành diệp thần nhìn lướt qua vài tên đệ tử còn sót lại hung hăng xoa mi tâm của mình ta có đúng hay không nên có giác ngộ mệnh đây đều là mạng thái hư cổ long thổn thức một tiếng độ phù hợp một thành tiếp theo lúc hai người đang nói chuyện thanh âm của dương đỉnh thiên lần thứ hai vang lên dứt lời hắn nhìn về phía dưới ánh mắt rơi vào trên người đệ tử cuối cùng người cuối cùng diệp thần hít sâu một hơi nhìn về phía đệ tử cuối cùng thật đúng là đừng nói đệ tử kia chính là lão oan gia của hắn thủ đồ ngoại môn giới luật đường doãn trí bình hô dưới sự chú ý của mọi người doãn trí bình chậm rãi đi lên tế đàn có lẽ không ai biết khi doãn Chí bình đi lên tế đàn thái hư cổ long bị phong ấn ở bên trong chậm rãi mở hai mắt trong mắt lóe lên ánh sáng bạo ngừa cùng tạ ác khóe miệng còn lộ ra vẻ tàn bạo rất nhanh doãn Chí bình vươn bàn tay ra dán lên long hồn bia nhất thời long hồn bia rung động không chỉ có lúc nó lay động ngay cả địa cung cùng cung điện cũng theo ông long không ngừng diệt thần bọn họ ngay cả đứng cũng đứng không vững sao lại như vậy dương đỉnh thiên cao mày nhìn quanh bốn phương tình huống gì nhìn thấy đại điện ông minh rung động đám người từ phúc ngoài điện nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc không phải là bên trong xảy ra vấn đề gì chứ chỉ là kiểm tra độ phù hợp có thể xuất hiện vấn đề gì nha 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 mọi người đang đàm luận hơn 10 đạo thân ảnh từ chỗ sâu của hàng nhạc tông chạy tới khí thế hùng hồn ba hai bước di chuyển liền đi tới nơi này không đợi mọi người kịp phản ứng liền trước sau bay vào trong đại điện ta ta không nhầm đâu, bàng đại xuyên trước điện há miệng. Sư tôn bọn họ xuất quan. Đây là làm sao vậy, như thế nào sư tôn cùng thái thượng trưởng lão đều kinh động, đạo huyền chân nhân bọn họ nhao nhao nhíu chặt mày một chút. Giờ phút này, trong địa cung, yên lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trên tế đàn, càng chuẩn xác hơn mà nói là nhìn chằm chằm một chữ cửu cổ xưa trên long hồn bia, nó quả thực là quá trói mắt. Chín thành, dĩ nhiên là chín thành, tốt, tốt, sự im lặng trong địa cung nhanh chóng bị phá vỡ hơn 10 đạo thân ảnh trước sau từ bên ngoài bay vào cầm đầu là lão già mặc tử bào uy áp cường đại nhất chính là chuẩn thiên cảnh cường giả hàng thật giá thật hắn chính là lão tổ của hàng nhạc viên nam sở xưng là thông huyền chân nhân thật sự là chín thành phía sau thông huyền chân nhân rất nhiều trường lão của hàng nhạc tông ai nấy đều kích động vô cùng từ khi hàng nhạc khai tông tới nay cao nhất cũng mới có năm thành Cử thành tựu là 900 năm, hắn có thể che chở cho hàng nhạc ta 900 năm đâu. Chín thành, trước không có cổ nhân, sau không có người tới. Điều này, đây là những người nào, diệp thân bọn họ bị một đám lão ra hỏa chen đến phía sau, mỗi người đều cảm giác bị uy áp cường đại đè ép đến thở không nổi. Sư tôn, các vị sư thúc, các người làm sao xuất quan, dương đỉnh thiên phản ứng lại, cuốn quý tiến lên hành lễ đệ tử hằng nhạc ta khai ra chín phần độ phù hợp ta có thể không đến sao thông nguyên chân nhân cầm đầu cười sảng khoái đã khẩn cấp nhìn về phía doãn trí bình trên tế đàn lại một lần nữa nhịn không được khen ngợi phải biết rằng độ phù hợp chín thành có thể che chở hàng nhạc tông 900 năm. Lại nhìn trên tế đàn, cả người Doãn Trí Bình đều mơ thấy, con số trên bia long hồn, thật là trói mắt, làm cho hắn giống như nằm mơ. Đợi đến khi phản ứng lại, vẻ mặt hắn tràn đầy kinh hỉ. 90% là 900 năm nói cách khác, hắn có thể làm túc chủ chín trăm năm, có thể mượn lực lượng trí cao của thái hư cổ long, mà với tư cách thủ hộ giả của hàng nhạc tông, hàng nhạc tông nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng, đó chính là vinh quang vô thượng. Doãn Chí Bình trong lòng mừng như điên, nhìn thấy đại đạo thần nhiên của mình, chuẩn bị dung hồn. Thông Huyền trên nhân mừng như điên đã lên tiếng, hơn nữa thần sắc kích động không thôi. Chúng ta tự mình dung hồn cho hắn. Doãn Chí Bình ngồi xếp bằng ở giữa tế đàn. Dương Đình Thiên cuốn quýt nói. Vâng, trưởng giáo, Doãn Trí Bình kích động cuốn quýt ngồi ở giữa tế đàn, sau đó bị cởi áo ngoài, lòng bàn tay bị rạch ra một vết máu, hai tay chắp lại, ngồi ở đó, giống như là một hòa thượng đang niệm kinh vậy. Rất nhanh, tế đàn rung động, trận văn trên tế đàn nhao nhao hồi phục. Sau đó, cửa đá khổng lồ chậm rãi mở ra, một cỗ bàng bạc lại bạo ngược khí tức bạo trào ra, cho diệu thần áp lực thật lớn. Sau đó, một đạo thái hư cổ long hồn khổng lồ hiện ra trước mặt mọi người diệp thần ngược lại còn tốt hắn đã gặp qua bộ dáng thái hư cổ long hồn không có quá mức khiếp sợ dương đỉnh thiên cùng thông huyền chân nhân bọn họ cũng là như thế chính là doãn trí bình nhìn thấy quái vật khổng lồ như thế trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi gầm lên gầm lên gầm lên trong địa cung khổng lồ tràn đầy tiếng long ngâm hùng hồn nhưng không phải là thái hư cổ long đang gào thét mà là khi tức nó thở ra bên này diệp thần không ngừng xoa đầu bởi vì trong đầu rõ là thanh âm thái hư cổ long lại hô to kêu nhỏ ngày đã quỷ chín thành độ phù hợp chơi đâu từ tử đó cúc máy đi người đừng ú hét được không lão tử là nghĩ không ra làm thế nào có thể có sự phù hợp cao như vậy thái hư cổ long gãi tay gãi má rất có muốn lao ra phong ấn chạy tới xem rốt cuộc là ai như vậy treo ra chín thành độ phù hợp nghĩ không ra thì đừng nghĩ ngủ đi diệp thần trực tiếp che đậy thái hư cổ long dung hồn bên kia chỉ nghe một thông huyền chân nhân một tiếng tức giận đông đảo thái thượng trưởng lão nhao nhao bóp ấn quyết đồng dạng toàn bộ tế đàn đều nở rộ rực rỡ quang huy sau đó thái hư cổ long hồn bị phong ấn rung động một chút bị dẫn dắt ra thân thể rồng khổng lồ hội tụ về phía hạ phúc doãn trí bình ngô doãn trí bình hừ một tiếng đau đớn vẻ mặt thống khổ cảnh tượng kế tiếp cũng có chút rung động lòng người có thái hư cổ long hồn khổng lồ chừng trăm trượng cấp tốc dung nhập vào trong đan điền của Doãn Chí Bình, phải biết rằng Doãn Chí Bình ở trong mắt nó, nhỏ như châu chấu. Thật sự là kỳ dị, Diệp Thần nhìn, không khỏi thổn thức một tiếng, thầm nghĩ đạo pháp Tam Tông Thủy Tổ kỳ diệu, dĩ nhiên còn có thể sáng chế ra túc chủ vừa nói. Có áp lực hay không? Một bên, Dương Đình Thiên ôn hòa cười. Có, Diệp Thần rất dứt khoát gật gật đầu. Tiểu tử kia cả ngày cân nhắc muốn giết chết ta, nếu như dung hợp Thái Hư Cổ Long hồn, thực lực nhất định tăng vọt, không tìm ta phiền toái mới là lạ đây. Mọi việc khiêm tốn một chút đi, có thể nhịn thì nhịn, Dương Đình Thiên cười cười. Ta cũng không muốn nhìn thấy tông môn đệ tử tự giết lẫn nhau. Ta hiểu, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không bao giờ chạm vào điểm mấu chốt của ta, nếu không ta thực sự sẽ tìm thấy hắn để cãi nhau. Trong lúc hai người đang đàm luận, Doãn Trí Bình trên bàn thờ gà thét một tiếng. Mà khổng lồ thái hư cổ long hồn đã dung nhập vào thân thể hắn hơn phân nửa, khí thế của hắn cũng đột nhiên tăng vọt, tu vi nhân nguyên cảnh đỉnh phong, trực tiếp đánh vào chân dương cảnh. Đúng rồi trường môn sư bá, tu vi chân dương cảnh của hắn, có thể mượn thái hư cổ long bao nhiêu lực lượng, từ phía doãn trí bình thu hồi ánh mắt, diệp thần không khỏi nhìn về phía dương đỉnh thiên bên cạnh. Bình thường mà nói, theo tu vi tăng trưởng, lực lượng có thể mượn được càng nhiều, dương đỉnh thiên vuốt dâu, giải thích. Bất quá doãn trí chí bình chín thành độ phù hợp, có lẽ có thể mượn được thái hư cổ long hồn càng nhiều lực lượng, nếu luận chiến lực cùng tu vi chiến lực cùng huyền linh chi thể không ngang hằng. treo cổ như vậy, diệp thần kinh ngạc một tiếng. Cho nên nói, ngay sau này vẫn là khiêm tốn một chút, ta cũng không muốn huy cùng hắn xảy ra chuyện gì, Dương Đình Thiên cười nói. Ngươi có lẽ có thể đánh bại huyền linh chi thể, nhưng ngươi cũng có thể bại bởi doãn trí bình làm chủ cái này ta hiểu diệp thần mỉm cười nhưng trong mắt lại hiện lên một đạo tinh quang hắn quá hiểu doãn trí bình doãn trí Chí bình chính là một người có thủ tất báo dùng mọi thủ đoạn cho dù diệp thần hắn có khiêm tốn như thế nào cũng không chịu nổi người cả ngày chạy tới tìm chuyện cho nên nói diệp thần chắc chắn ngày khác cùng doãn trí bình tất sẽ có một trận chiến trong lúc suy tư thái hư cổ long hồn khổng lồ đã dung nhập vào đan điền của doãn trí bình mà theo thái hư cổ long hồn dung hợp xong Doãn Chí Bình hạ phúc hiện ra một phong ấn quỷ dị, mà mi tâm của hắn cũng huyễn hóa ra một đạo long hình phù văn cổ xưa, không chỉ như thế, Doãn Chí Bình xích, thân trên trần trụi, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng hiện ra long văn. Gầm lên, gầm lên, gầm lên. Trong lúc mơ hồ, Diệp Thần đều có thể nghe được từng trận tiếng long ngâm hùng hồn, như sấm chấn bình thường giống nhau, chấn động lòng người. Dung hồn tuy rằng đã xong, nhưng Doãn Chí Bình vẫn không tỉnh lại, bởi vì hắn cần thời gian cùng thái hư cổ long hồn ma hợp. Hô! Dung hợp thành công, không có xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, khiến cho Dương đỉnh Thiên bọn họ nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Đây chỉ sợ là lần thuận lợi nhất từ khi thành lập phái hàng nhạc tông tới nay, chính phần độ phù hợp, quả thật rất bá đạo. Uy áp thật mạnh, phía dưới, liễu giật cao mày, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Chín thành túc chủ phù hợp độ, quả nhiên không giống bình thường, Nam Cung Nguyệt cũng trầm ngâm một tiếng. Có lẽ, hắn sẽ là túc chủ mạnh nhất trong lịch sử hàng nhạc tông, Niếp Phong luôn luôn ít nói cũng mở miệng. Có chút soạn người đâu, Diệp Thần đã mơ hồ mở ra lục đạo tiên luân nhãn, nhìn chăm chăm thân thể Doãn Trí Bình, hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy thái hư cổ long hồn xoay quanh trong nan điền của hắn. Cũng chính là linh hồn thái hư cổ dung nhập vào trong cơ thể Doãn Trí Bình, làm cho hắn cảm giác được một cỗ lực lượng tim tim, cỗ lực lượng kia một khi bộc phát, tuyệt đối là cường đại như núi lở đất nứt diệp thần đang nhìn chằm chằm đan điền của doãn trí bình thái hư cổ long của doãn trí bình đan điền cũng liếc diệp thần một cái đó là một loại ánh mắt như thế nào ánh mắt đầy khát máu bạo ngược cùng tạ ác chi quang tuy rằng đó là long nhưng có thể nhìn ra biểu tình của người nụ cười kia thật là hung tàn làm cho diệp thần cảm giác được sờn tóc gáy khó trách long ra nói hắn là tạ ác diệp thần lầm bẩm một tiếng cuống quýt thu hồi ánh mắt cả người còn giật mình một cái tiểu tử, ta cảm giác được, thái hư cổ long thanh âm lại một lần nữa ở trong đầu Diệp Thần vang lên. Thanh Vân Tông cũng đang tuyển túc chủ, hơn nữa hiện tại cũng đã dung hồn thành công. Ta có một vấn đề, Diệp Thần sờ sờ cầm, hỏi. Chủ túc chủ nếu là bị người giết chết, vậy thái hư cổ long hồn trong cơ thể hắn sẽ như thế nào? Đương nhiên cũng là chết, thái hư cổ long chậm rãi nói, Năm đó huyền thần sáng chế ra phong thiên bí pháp có chút đề tiện, bí pháp kia không chỉ có thể đem chúng ta phong nhập vào trong cơ thể, càng có thể đem sinh mệnh của chúng ta cùng chủ túc chủ liên hệ cùng một chỗ, đây là một loại phong ấn báo phương. Bước chúng ta ở chỗ chủ túc chủ gặp nguy hiểm đến tính mạng không thể không chủ động hiến tế lực lượng, trợ giúp chủ túc chủ vượt qua cửa ải khó khăn, bằng không chủ túc chủ đã chết, thái hư cổ long hồn trong cơ thể bọn họ cũng không sống được. Thái hư cổ long hồn chủ động hiến tế lực lượng, diệt thần thổn thức một tiếng, Túc chủ kia không phải là thiên hạ vô địch sao? Không đơn giản như vậy, Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta cho dù mạnh hơn nữa, cũng vẫn chịu áp lực của chủ túc chủ như trước, lực lượng hiến tế cũng có hạn, giống như trích tiền hòa cùng thiên lôi của ngươi, rõ ràng rất bá đạo, nhưng bởi vì ngươi tu vi áp chế, lực lượng chúng nó có thể phát huy ra rất là hữu hạn. Ý tứ này, Diệp Thần không khỏi sờ sờ cầm. Phụng khuyên ngươi một câu, đừng đối địch với túc chủ. Thái hư cổ long rất có thâm ý liếc mắt nhìn chín phân thân của Diệp Thần. Nếu thật sự đánh, ngươi không phải là đối thủ của túc chủ. Ngươi dựa vào nhất lục đạo tiên luân nhãn đối với túc chủ không có hiệu quả. Hơn nữa, nếu thật khai chiến, vô luận thắng hay thua, tông môn đều sẽ lựa chọn bảo vệ chủ chủ chứ không phải ngươi, cho dù ngươi thiên phú cao hơn nữa, tiềm lực lớn hơn nữa cũng vô dụng. Đây là cái gì? Diệp thần có chút không hiểu người nắm quyền sẽ cân nhắc ưu và nhược điểm thái hư cổ long chậm rãi nói sự tồn tại của túc chủ ý nghĩa quá mức trọng đại bọn họ thường thường có thể quyết định thành bại của một hồi chiến tranh bọn họ sẽ là một tông môn thủ hộ thần so với thủ hộ thần ý nghĩa tồn tại của ngươi đã nhỏ hơn nhiều lắm ngươi không cần phải nói tà tà như vậy chứ ta không phải là lời nguyên giật gân thái hư cổ long liếc mắt nhìn chín phân thân của diệp thần trong lịch sử chính dương tông từng có một túc chủ làm ác nhiều đầu, gian, giết quá nhiều nữ đệ tử, khi đó đệ nhất chân truyền đệ tử chính Dương Tông nhìn không lại, hai người nhấc lên một hồi đại chiến, ngươi đoán xem, cái kia chính Dương Tông đệ nhất chân truyền sừng sốt là bị thái thượng trưởng lão hội sinh ra lang trì, đó gọi là một cái thảm thiết. Lang trì Nghe thái hư cổ long nói xong, Diệp thần không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tất cả đi ra ngoài đi, bên này, Dương Đình Thiên đã khoát tay áo, Kết cục như vậy, tốt nhất là tốt nhất, liễu giật mỉm cười. Đi thôi, diệp thần hít sâu một hơi, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn doãn trí bình còn ngồi xếp bằng trên tế đàn. Ngoài điện, từ phúc, đạo huyền bọn họ còn đang lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn vào bên trong hai mắt. Ngay cả sư tôn cũng bị kinh động, ta làm sao có một loại dự cảm không tốt. Hy vọng đừng xảy ra cái nĩa gì mới tốt. Con mẹ nó này, chờ đợi chính là dày vò. Đi ra rồi, bọn tư đồ nam lo lắng chờ đợi, nhìn thấy trong điện có người đi ra, một người so với một người tên là văng dội Dưới sự chú ý của mọi người, diệp thần cùng liễu giật bọn họ đang một bên tán gẫu một bên đi ra ngoài. A, à, thấy diệp thần đi ra, mọi người bỗng nhiên có chút kinh ngạc. Di, diệp thần không phải là túc chủ. Trong lòng nghĩ, mọi người nhao nhao vây quanh. Ngay sau đó, hiện trường đã nổ tung. 9. 90% độ phù hợp khó trách ngay cả sư tôn cùng thái thượng trưởng lão cũng bị kinh động. Chín phần độ phù hợp, gần như hoàn mỹ phù hợp. Chín thành, dĩ nhiên là chín thành, hiện trường, kích động nhất vẫn là triệu trí kính cùng ngoại môn giới luật đường, bởi vì là đồ nhi của hắn khai ra chín thành độ phù hợp, hắn có thể ngẫm lại ngày sau đồ nhi của hắn nghịch thiên bực nào, chỉ có một điểm này, vì làm sư phụ như hắn, sẽ một bước lên trời. Thật sự là trời cao có mắt, triệu trí kính cười không kiêng nề gì, cười cười còn không quên liếc mắt nhìn đạo huyền chân nhân bọn họ, trong mắt hắn còn có vẻ âm ngoan. Ngày thường đệ ta một đầu, các người đều chờ cho ta. Chín thành độ phù hợp, chuyện gì xảy ra, sở huyên nhi rất là kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Ta cũng rất ngoài ý muốn, Diệp Thần thổn thức líu lưỡi một tiếng. Ta cho rằng độ phù hợp ba thành của ta là cao nhất, ai từng nghĩ cuối cùng doãn trí bình xúc sinh tựa như mở ra chín thành độ phù hợp, muốn nói ta còn phải cảm ơn Doãn Chí Bình kia thật đúng là làm cho ta ngoài ý muốn Sở Huyên Nhi sợ hãi một tiếng chín thành độ phù hợp gần như hoàn mỹ phù hợp Doãn Chí Bình kia sẽ là túc chủ mạnh nhất từ khi hàng nhạc tông khai tông lập phái tới nay nói thật tiểu tử kia muốn bay lên trời rồi diệp thần sờ sờ cầm tiểu tử phía sau Từ Phúc Vỗ Vỗ bả vai diệp thần mấy ngày nay cũng không cần ra ngoài ba ngày sau theo ta đi xa một chuyến. Xa cửa, đi đâu đây? Đan thành, ba năm một lần đấu đan đại hội sắp bắt đầu, ra ra ta mang ngươi đi gặp mặt. Ngươi sẽ không phải là để cho ta tham gia đấu đan đại hội chứ, Diệp thần thăm dò hỏi một câu. Ta hiện tại chính là phế vật thân phận, như vậy ở trước mặt mọi người luyện đan, chẳng phải là bại lộ. Yên tâm, ta có an bài, từ phúc nhược sâu cười cười, cứ như vậy ba ngày sau ta đi tìm ngươi từ phúc lại một lần nữa vỗ vỗ bả vai diệp thần xoay người mang theo tề nguyện rời đi đại hội đấu đan hẳn là sẽ rất náo nhiệt từ phúc đi sau đó diệp thần không khỏi sờ sờ cầm đối với cái kia được xưng là luyện đan sư thánh địa địa phương hắn vẫn là rất tò mò đi thôi sở huyên nhi đã xoay người tới rồi diệp thần một bên cân nhắc một bên đuổi theo cước bộ sở huyên nhi ban đêm trong một tòa đại điện khí thế hào hùng của hàng nhạc tông hơn trăm đạo thân ảnh nghiêm nhiên ngồi đều là tồn tại cùng với thông huyền chân nhân đều là thái thượng trưởng lão của hàng nhạc tông đây chính là trường lão hội của hàng nhạc tông ngày thường đại sự trong tông đều phải trải qua bọn họ thương nghị mới quyết định ngày thường mỗi lần hàng nhạc tông trưởng lão hội còn chưa kịp nghị sự bầu không khí đều sẽ sớm đè nén mùi thuốc súng nồng đậm sẽ tràn ngập toàn trường hơn nữa cơ hồn mỗi lần đều ầm ý đến đỏ mặt cổ thô bất quá hôm nay không khí trong đại điện trường lão hội lại dị thường thoải mái cơ hồ trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười giống như bọn họ hôm nay thương nghị đại sự dường như ngay từ đầu không cần phải nghị luận như vậy hôm nay thái thượng trưởng lão tề tụ một chỗ việc nghị luận chính là chọn thánh tử bình thường mà nói như tam tông đệ tử có tu vi thiên phú cao nhất trong tông sẽ được phong làm thánh tử thân phận so với cử đại chân truyền trong tông thậm chí địa vị trưởng lão bình thường còn cao hơn tự nhiên nếu là thánh tử vậy đương nhiên chính là trưởng giáo tiếp theo của tông môn, cái này có chút giống thái tử trong quốc độ phàm nhân. Để doãn trí bình làm thánh tử của hàng nhạc ta, hẳn là không ai phản đối chứ, phía trên, thông huyền chân nhân mỉm cười nhìn chung quanh bốn phía, ngữ khí trong từng dòng chữ tràn ngập uy nghiêm không thể ngỗ nghỉ. Đó là tự nhiên, thông huyền chân nhân vừa dứt lời, một lão giả tóc bạc liền mỉm cười vớt sâu. Chín thành túc chủ phù hợp độ, để cho hắn làm chủ túc túc, thực đến danh quy một bà lão tóc bạc gật đầu. Cái này căn bản là không cần phải thương nghị sao, một thái thượng trưởng lão khác nói. Chuyện trên bảng đóng đinh. Sư Tôn, chư vị sư bá sư thúc, Đình Thiên có lời nói, đang lúc các vị thái thượng trưởng lão gật đầu, xưng Đình Thiên ngồi ở phía dưới mồm miệng, cất đứt thanh âm của mọi người. Ồ, thông huyền chân nhân nhẹ nhàng vuốt râu, cười nói. Người là trưởng giáo của hàng nhạc, có chuyện thì nói. Dương Đình Thiên hít sâu một hơi, từ chỗ ngồi đứng lên. Ta không đồng ý Doãn Chí Bình làm thánh tử. Lời này vừa nói ra, thông nguyên chân nhân một khắc trước còn tươi cười, sắc mặt không khỏi trầm xuống, không chỉ là hắn, trong điện có hơn chín thành thái thượng trưởng lão lông mày cũng không khỏi nhớ một chút. Ngươi không đồng ý Doãn Chí Bình làm thánh tử, thông Huyền chân nhân đôi mắt híp lại nhìn xuống Dương Đình Thiên phía dưới, hắn là lão tổ của hàng nhạc, cho tới bây giờ đều là nói một không hai, độc tài đã quen, hiện giờ có người ngỗ nghịch ký tứ của hắn sắc mặt của hắn tự nhiên khó coi vâng dương đỉnh thiên lần thứ hai hít sâu một hơi đó chính là túc chủ chín thành độ phù hợp thông nguyên chân nhân hừ lạnh một tiếng tiềm lực của hắn to lớn cỡ nào chính là tương lai của hàng nhạc ta có hắn ở đây có thể bảo vệ hàng nhạc ta 900 năm không suy nếu hắn không có tư cách làm thánh tử vậy ngươi ngược lại nói với ta hàng nhạc còn có ai có thể làm thánh tử Tư tôn làm thánh tử không chỉ cần thực lực, còn có tầm mắt, tâm trí cùng quyết đoán. Sương đỉnh thiên mở miệng, ngửa mặt nhìn phía trên, áp lực cường đại nhìn thẳng thông huyền chân nhân. Mà ba điểm này, doãn chí bình kia một chút cũng không chiếm. So với hắn mà nói, đồ nhi cho rằng diệp thần của ngọc nữ phong càng thêm thích hợp. Diệp thần, hắn có thể so sánh với chín thành túc chủ phù hợp độ. Thông huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, trên mặt còn mang theo tức giận ta hiện tại ngược lại có chút hoài nghi ngươi nhãn giới một đệ tử lại kinh diễm hắn có thể so sánh được với chủ thức chủ sao thái hư cổ long hồn hoàn chỉnh cường đại cỡ nào năm xưa không phải vẫn bị huyền thần thủy tổ chán thành ba đạo sao dương đình thiên vẫn nhìn thẳng thông huyền chân nhân như trước lực lượng long hồn của thái hư cổ cố nhiên mạnh nhưng cũng không phải là không thể chống lại càng không thể trở thành nhân tố quyết định phong vị thánh tử dương đình thiên thông huyền chân nhân hét lớn một tiếng bất chấp từ chỗ ngồi đứng dậy người dám so sánh diệp thần với thủy tổ đồ nhi không dám dương đình thiên cuốn quýt nói ta chỉ là đang trình bày một sự thật diệp thần có thể phá vỡ truyền thuyết huyền linh bất bại tiềm lực cùng thiên phú của hắn không kém chín thành túc chủ phù hợp người biết cái gì liên tiếp bị đụng chạm thông huyền chân nhân quát lạnh một tiếng cân bằng tam tông toàn bộ đều dựa vào thái hư cổ long hồn duy trì để cho Diệp Thần làm thánh tử, hắn có thể thủ hộ tương lai hàng nhạc sao, hắn bảo vệ hàng nhạc sao, đạo lý đơn giản như vậy, còn cần ta dạy ngươi. Thông huyền sư huynh nói rất đúng, một trưởng lão thái thượng vui dâu. Chín thành túc chủ phù hợp độ, vô hạn tiếp cận hoàn mỹ phù hợp, vốn là tồn tại nghịch thiên, đỉnh thiên ngươi lần này thật sự là mắt chuột tắc quăng. Ta cũng đồng ý quan điểm của thông huyền sư huynh, có một cái thái thượng trưởng lão mở miệng, Diệp thần coi như là kinh diễm hơn nữa, cũng vĩnh viễn không đạt tới độ cao của huyền thần thủy tổ, chín thành túc chủ phù hợp độ, hắn là không thể so sánh được. Ta cũng đồng ý, một thái thượng trưởng lão khác trầm ngâm một tiếng. Để cho diệp thần làm thánh tử, đem túc chủ đạt ở nơi nào, chỉ sợ chuyện này nếu truyền ra ngoài, ngoại giới sẽ cười rụng răng đi. Lời này có lý, chủ túc chủ làm thánh tử, lẽ ra phải. Đình thiên Ngươi muốn tính toán lâu dài, càng phải hiểu được 9% phù hợp với sự tồn tại của túc chủ. Từ sau khi thông huyền chân nhân nói qua, thanh âm trong điện liền liên tiếp, đến cuối cùng hình thành hài triều, gần chín thành thái thượng trưởng lão đều duy trì doãn trí bình lên ngôi, mà không phải là diệp thần. Cục diện áp đảo như thế, làm cho thân ảnh dương đỉnh thiên phía dưới có vẻ có chút đơn bạc. Hắn tuy là trưởng giáo của hàng nhạc, tuy rằng có quyền nói chuyện, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một người, đối mặt với tình cảnh này, cho dù hắn cũng bất lực, hai dương đình thiên trong lòng thở dài một tiếng hắn chưa bao giờ cảm giác được khi nào giống như lần này bất đắc dĩ không biết từ khi nào thanh âm trong điện mới biến mất phía trên thông huyền chân nhân sắc mặt âm trầm nhìn xuống dương đình thiên phía dưới cơ hồ tất cả mọi người đều duy trì chủ túc chủ nếu sư tôn cùng chư vị sư bá sư thúc đều duy trì doãn trí bình vậy đình thiên tự nhiên không có gì để nói dương đình thiên thần sắc không thay đổi vẫn nhìn thẳng thông huyền chân nhân nhưng sư tôn, ta vẫn không cho rằng Doãn Trí Bình là người tốt nhất. Thời gian sẽ chứng minh ai mới là người thủ hộ tương lai hàng nhạc. Không cần ngươi dạy cho ta, thông huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng. Đợi chủ túc chủ xuất quan, chúng ta sẽ tự mình bồi dưỡng hắn. Về phần ngươi, trở về hảo hảo suy nghĩ lại đi, vì sư đối ngươi, rất thất vọng. Như thế, đỉnh thiên cáo lui, dương đỉnh thiên hít sâu một hơi, chắp tay lễ, sau đó lập tức xoay người, xài bước đi ra khỏi đại điện. Địa cung hàng nhạc tông. Doãn Trí Bình ngồi xếp bằng trên tế đàn khẽ mở hai mắt ra, hai tròng mắt còn có ánh sáng bạo ngược cùng khát máu lóe lên, khóe miệng thấm đẫm nụ cười đùa giỡn, khuôn mặt có chút dữ tợn đáng sợ. Người có biết tại sao ta chọn người? Trong bóng tối, dường như có một đạo thanh âm trào ngầm vang lên trong đầu hắn. Vì sao? Bởi vì, người có ma tâm. Sáng sớm, một tia xiên xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt diệp thần trong lúc mông lung hắn chậm rãi mở hai mắt ra xoa đầu mình có chút đau đớn ngồi dậy ni mã này ngày hôm qua có phải có người đánh ta hay không đầu óc làm sao cảm giác như là bị lừa đá đại ca ca ăn cơm rồi đang lúc hắn xoa đầu bên ngoài vang lên tiếng hổ oa kêu gọi tới rồi lắc lắc đầu diệp thần xoay người nhảy xuống giường bữa sáng ấm áp nhưng cũng thịnh soạn từ trước khi đón Hổ Hoa và Trương Phong Niên, hắn đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, cơ bản đều là bổ thân thể, đặc biệt là Hổ Hoa, phong hoa chính mậu cũng không thể thua ở vạch xuất phát. ăn xong điểm tâm, Hổ Hoa liền khẩn cấp cầm lấy ô thiết côn múa lên. bên này Diệp Thần còn ngồi ở trước bàn ăn, không ngừng xoa xoa mi tâm của mình. ta như thế nào luôn cảm giác nhược điểm là gì? ngươi có thể phát hiện, chứng minh ngươi còn không ngốc. trong đầu vang lên thanh âm mờ ảo của Thái Hư Cổ Long vậy rốt cuộc ta có khuyết điểm gì? Tuổi thọ, tuổi thọ, tuổi thọ, thái hư cổ long một hơi nói ba lần, tức giận liếc nhìn chín phân thân của diệp thần. Ngươi hiểu không biết, ngươi hiện tại chỉ còn lại có ba tháng thọ mệnh. Ba, ba tháng, diệp thần bất ngờ đứng lên. Ngươi nghĩ gì, tin luôn cấm thuật bá đạo, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nhân nguyên cảnh ngươi đã thi triển ba lần, hơn nữa lần cuối cùng còn là cường hành động dùng, có thể xin cho ngươi ba tháng, cũng đã không tệ rồi, nếu đổi lại là tu sĩ nguyên cảnh bình thường, nói không chừng hiện tại đã ở trên đường hoàng tuyển rồi. Vậy ta phải nhanh chóng mua chút linh dược kéo dài mạng sống, thái hư cổ long một phen nói chuyện khiến Diệp thần sợ tới mức không nhẹ, chạy kia kêu nhanh. Chín thành, trên đại điện chính Dương Tông, sau khi nghe được nhân viên tình báo bẩm báo thành côn, bất ngờ từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin được chín thành độ phù hợp, làm sao có thể? Trưởng giáo, thiên chân vạn xác người nọ chính là thủ đồ của giới luật đường ngoại môn hàng nhạc tông, doãn trí bình. Thật sự là xem thường hàng nhạc, thành côn lệnh lùng một tiếng, rõ ràng nói. Truyền tấn cho hư viêm, không cần nhìn chăm chăm diệp thần với vật kia, cho ta đem lực chú ý đặt ở trên người doãn trí bình kia, khi cần thiết, giết. Bên này, diệp thần đã đi vào vạn bảo cát. Thấy diệp thần đi vào, còn đang uống rượu nhỏ đại xuyên liền ngẩng đầu lên đây là cái gì phong nhi đem ngươi thổi tới lại lấy ta tìm vui vẻ diệp thần bĩu môi liền bắt đầu nhìn trái nhìn trái nhìn lại nhìn một vòng lúc này mới nhìn về phía bảng đại xuyên trưởng lão ngươi này có hay không kéo dài tuổi thọ linh dược hoặc là đan dược kéo dài mạng sống ngươi tuổi còn trẻ muốn những điều này làm gì đó không thấy tóc ta bạc sao diệp thần lắc lắc mái tóc bạc của mình đây là cái giá phải trả để thi triển cấm thuật nói đến thi triển cấm thuật đại xuyên lông mày nhướng lên trong lòng ít nhiều có chút ái náy ngày đó nếu không phải diệp thần liều chết cứu giúp chỉ sợ bọn họ sớm đã chết ở cửu minh kết giới cũng chính là bởi vì như thế diệp thần mới rơi vào kết cuộc như thế trong lòng nghĩ như vậy đại xuyên từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc màu xanh đây là đê giai bổ mệnh đan có thể bổ sung một năm thọ mệnh chỉ cần, chỉ một cái. Có một viên đã là tốt rồi, khổng lồ xuyên trắng mắt liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, đem bổ mệnh đan nhét vào trong tay Diệp Thần. Bổ sung thọ nguyên cùng kéo dài tuổi thọ linh dược quá mức chân quý, đừng nói là ta, ngay cả từ phúc chỗ đó cũng không nhất định có, bởi vì linh dược như vậy cho tới bây giờ đều là lưu lại cho mình dùng, rất ít người lấy ra bán. Như vậy, Diệp Thần gãi gãi đầu, nhìn nhìn bổ mệnh đan trong tay, lại nhìn về phía khổng mông xuyên trưởng lão đem bổ mệnh đan này cho ta, đến lúc đó ngươi dùng cái gì? Cái này coi như mượn ngươi, ngươi đương nhiên là phải trả lại cho ta. Đại xuyên nói xong, chậm rãi ngồi trên ghế dựa, cười tủm tìm nhìn Diệp Thần. Từ phúc đều nói với ta, ba ngày sau hắn muốn mang ngươi đi tham gia đấu đan đại hội. Từ trưởng lão đã từng nói như vậy, Diệp Thần nói xong, còn không quên đem bổ mệnh đan đặt ở trước mắt quan sát. Rất nhanh, linh hồn lạc ấn trên nhị văn bổ mệnh đan liền bị hắn bắt được trải qua thôi diễn cùng phục chế phương pháp luyện đan nhị văn bổ mệnh đan cũng đã bị hắn nắm giữ dưới sự thôi diễn của tên luân nhãn thật sự là không tệ diệp thần cười hắc hắc đem bổ mệnh đan nhét vào trong miệng rất nhanh lực bổ mệnh đan rửa khóa ra một cỗ lực lượng kỳ dị dung nhập vào thân thể hắn hắn biết đó là thọ nguyên tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng là một năm thọ mệnh vừa nhỏ hơn nữa cũng là thịt không phải sao Đan Thành cũng là một nơi tốt, nơi đó có rất nhiều linh dược kéo dài mạng sống bán ra ngươi lần này đi tới, có thể mua nhiều một chút, trở về đừng quên trả lại cho ta một viên. Bên này, bằng đại xuyên vừa uống rượu vừa chậm rãi một tiếng. Đan Thành có bán, ánh mắt diệp thần sáng lên. Vậy phải có, đại xuyên nhấp một ngụm rượu nhỏ. Đại sở không sai biệt lắm có hơn sáu thành luyện đan sư đều tụ tập ở nơi đó, còn có đan thần lão nhi, còn sợ tìm không được linh dược kéo dài mạng sống. Người linh dược kia có quý hay không? Diệp thần tham dò hỏi một câu. Đắt tuy rằng đắt một chút, chẳng qua người có tiền, khổng lồ xuyên nháy mắt cười, nói xong còn không quên nhìn túi đựng đồ của Diệp thần. Phần thưởng tam tông đại hội còn có phần thưởng của tông môn, người tiểu tử hiện tại giàu có giàu chảy đi. Cũng, cũng không nhiều, Diệp thần ho khan một tiếng, theo bản năng che túi đựng đồ của mình, sợ không để ý bị gã đại xuyên xuyên này cướp đi được rồi nói chuyện chính khổng lồ xuyên liếc mắt nhìn diệp thần một cái nhìn biểu tình của hắn cũng không giống như đang cùng diệp thần nói đùa chủ túc chủ còn đang cùng long hồn ma hợp hắn nếu đi ra nhất định tìm ngươi phiền toái ngày sau ngươi cho ta thành thật một chút có thể nhịn mà nói liền tận lực đừng động thủ ta hiểu ta hiểu diệp thần đút lỗ tai trưởng môn dư bá cũng đã nói với ta yên tâm ta có chừng mực chỉ cần doãn trí bình làm không quá đáng ta sẽ không dễ dàng so đo với hắn ra ra ta cũng không phải nói đùa với ngươi khổng lồ xuyên xuyên vuốt sâu ngươi từng là đệ tử của chính dương tông có lẽ đã nghe qua ẩn oán của một đệ tử chân truyền cùng chủ túc chủ của chính dương tông kết quả quả thực là vô cùng thảm thiết đó là chính dương tông hằng nhạc tông chúng ta sẽ không thị phi bất phân như vậy chứ Diệp thần bĩu môi không dễ nói, đại xuyên hít sâu một hơi. Chín phần túc chủ phù hợp, kinh hại đến rất nhiều lão gia hòa đều rất quan sớm, Doãn Chí Bình nghiễm nhiên đã trở thành bảo bối của hàng nhạc, không có gì bất ngờ, hắn chính là thánh tử của hàng nhạc tông, càng là trưởng giáo đời sau của hàng nhạc tông. Hiểu rõ, cùng lắm thì sau này ta sẽ không xuống núi, diệp thần lắc lắc đầu hạt xưa, liền xoay người đi ra ngoài. Ta đi từ trường lão nào lại tìm đan dược kéo dài mạng sống, ngài lão chậm rãi uống nhìn Diệp Thần đi ra cửa, Đại Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thần, có một linh cảm nói với ta, người đã để mệnh để rơi vào tay Doãn Trí Bình. Một đường đi tới cửa ngoài hàng nhạc tông. Lúc này đây, hắn ngược lại học thông minh, bịt một bộ hắc bào, để tránh lại rước ra phiền toái không cần thiết. Lúc đi ngang qua giới luật đường, hắn từ xa đã thấy tụ tập rất nhiều đệ tử, hơn nữa các người đều không có tay không, chủ túc chủ còn đang ở nội môn địa cung, bọn họ liền vội vàng tới dương ân cần xếp hàng xếp hàng linh đan linh dịch đến bên này chậm rãi đến một gốc huyết sâm thảo người cũng không biết xấu hổ xuất thủ ra đi linh đan dưới ba văn cũng không cần lấy ra ngoài diệp thần có thể nghe được cũng chỉ là tiếng quát hung thần ác sát của đệ tử dưới lợt đường một đám kiêu ngạo quả thực là lên trời thói đời nóng lạnh diệp thần thổn thức một tiếng liền xoay người rời đi xem ra hàng nhà tông nhất định không bình tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu diệp thần không khỏi tăng nhanh cước bộ đợi đến khi đi vào linh đan các hắn lướt mắt một cái liền thấy được từ phúc đang đứng ở trước lò luyện đan luyện đan thấy diệp thần tiến vào từ phúc lướt mắt một cái liền tiếp tục không chế hỏa diễm khoảng cách đi đấu đan đại hội còn có hai ngày ngươi cứ như vậy vội vàng tới vậy cũng không phải diệp thần tiến lại gần ho khan một tiếng ta là muốn đến hỏi trường lão ngài có linh dược kéo dài mạng hay không linh dược kéo dài mạng sống từ phúc nghe vậy đầu tiên là liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới ánh mắt mới đặt ở trên mái tóc dài màu trắng phiêu giật của diệp thần người ngày đó thi triển cấm thuật sẽ không phải lấy thọ người làm đại giới chứ như trưởng lão nhìn thấy cấm thuật bá đạo quả nhiên cần tiêu hao bá đạo từ phúc thâm hít sâu một hơi kéo dài mệnh đan dược cực kỳ chân quý ta nơi này thật đúng là không có chẳng qua đoàn thành có ván ra như vậy, vậy chỉ có thể đi đan thành mua, Diệp Thần có chút thất vọng. Xuất đan, bên này, Tứ Phúc khẽ quát một tiếng, đem một viên đan dược màu tím là luyện đan nắm ở trong tay. Hô, theo một ngụm khí đục ngầu bị thở dài, hắn lúc này mới hung hăng duỗi ra một cái thắt lưng lười biếng, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái mặt nạ quỷ đầu đưa cho Diệp Thần. Đây là mặt nạ quỷ minh, mặt trên khắc dấu có bí pháp cấm chế, sau khi mang theo, người khác rất khó nhìn ra bộ mặt thật của ngươi. Trưởng lão vì mà cho ta cái này, tuy rằng nghi hoặc, nhưng Diệp Thần vẫn là tiếp nhận quỷ minh mặt nạ. Hiện tại ngươi vẫn là thân phận phế vật, ta cũng không muốn luyện đan ở đấu đan đại hội bị người nhận ra ngươi đến. Cái kia che mặt ta cũng vô dụng, Diệp Thần nghi hoặc nhìn Từ Phúc. Nếu là luyện đan, ta liền nhất định phải sáng ra chân hỏa của ta, một khi chân hỏa màu vàng tế xuất, thân phận của ta rõ ràng như vạch trần. Ngươi có thể thay đổi người màu sắc của lời thực sự a à? thay đổi màu sắc điều này cũng được diệp thần ngạc nhiên nhìn từ phúc chân hòa bình thường tự nhiên là không được từ phúc vui râu cười nói chân hòa bình thường có linh tính nhưng chân hỏa của người lại có linh trí nó có tư tưởng đơn giản tu sĩ chúng ta có thể biến thân nó cũng có thể biến sắc phải không diệp thần vẻ mặt không tin lúc này triệu hoán ra tiên hỏa lơ lửng ở trong lòng bàn tay ánh mắt nhìn nó người có thể biến sắc tiên hỏa dường như nghe hiểu diệp thần nói chuyện ngọn lửa đung đưa một chút lướt một cái liền biến thành màu đen tà sát diệp thần không khỏi kinh hô một tiếng ngươi còn có năng lực này nghe được diệp thần khen ngợi tiên hỏa tựa như có chút nhảy nhát ở trong lòng bàn tay diệp thần nhảy tới nhảy lui từ màu đen biến thành màu tím lại từ màu tím biến thành màu xanh từ màu xanh lại biến ảo thành màu đỏ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, nó từ màu vàng biến ảo về loại, quả thật là xích cam hoàng lộ thanh lam, tím trắng đen bà cũng không kéo xuống. Hôm nay thật đúng là có kiến thức dài, Diệp thần thổn thức một tiếng. Không biết thiên lôi của ta có thể đổi sắc hay không? Nói xong, Diệp thần tâm niệm vừa động, đem thiên lôi cũng triệu hoán ra, lơ lửng ở trong tay trái của mình, trong lúc đó còn có thể nghe được thanh âm đầm xiết. Rất nhanh, thiên lôi nhảy lên một chút, từ màu đen biến thành màu vàng thật đúng là có thể lần này không chỉ là diệp thần ngay cả từ phúc ở một bên cũng lộ ra ánh sáng kinh ngạc chẳng lẽ thiên lôi này cũng có linh trí cả ngày ở cùng một chỗ với chân hỏa của ta cho dù không có linh trí cũng bị lây nhiễm có linh trí diệp thần cười hắc hắc dùng ngón tay chọc chọc thiên lôi cười nói nào đã biến vài loại nhìn xem thiên lôi dường như cũng nghe hiểu lời nói của diệp thần lần thứ hai biến ảo màu sắc từ màu vàng biến thành màu tím từ màu tím biến thành màu trắng, lại từ màu trắng biến thành màu đỏ. Thật đúng là đừng nói, nó cũng giống như chân hỏa, quả nhiên là cam cam, vàng, xanh lam, tím bạch kim ngân cũng không kéo xuống. Bảo bối, thật sự là hai bảo bối, Diệp thần cười hắc hắc, nhìn tiên hỏa cùng thiên lôi, thật sự là càng nhìn càng vui mừng. Như thế, khi thiên phủ chú có thể che giấu khí tức ngươi, mặt nạ quỷ minh có thể che lấp khuôn mặt ngươi, mà chân hỏa của ngươi lại có thể biến ảo màu sắc, cứ như vậy, người ở đấu đan đại hội cũng không cần cố kỵ từ phúc cười nói tình cảm này rất tốt ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể lấy thứ hạng trước tiên cảm thụ bầu không khí một chút từ phúc tìm một cái ghế dựa lười biếng nằm ở phía trên tuy rằng ngươi luyện đan thiên phú kỳ cao nhưng dù sao ngươi cùng ta học luyện đan thời gian không dài đấu đan đại hội hội tụ khắp người luyện đan sư trẻ tuổi cũng không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu trưởng lão đấu đan đại hội này có phải hay không tất cả luyện đan sư của đại sở đều sẽ đi? Cũng không nhất định, cơ bản đều là trường bối mang theo luyện đan sư vãn bối tới đây. Từ phúc nói. Tựa như ta mang theo ngươi như vậy, cái gọi là đấu đan, cơ bản đều là luyện đan sư trẻ tuổi. Chúng ta những lão gia hỏa này, không có việc gì sẽ không chạy đi tham gia náo nhiệt. Nói đến đây, từ phúc suối dâu, thổn thức một tiếng. Chẳng qua, có một số luyện đan sư trẻ tuổi, đã cơ bản đạt tới cấp bậc luyện đan sư đời trước, giống như đổ đệ bảo bối huyền nữ của đan thần kia thiên phú trấn không phải cao bình thường ta nhớ rõ ba năm trước nàng có thể luyện ra tam văn linh đan ba năm trôi qua nói không chừng có thể luyện ra tứ văn linh đan cũng nói không chừng tứ văn linh đan vậy chẳng phải là linh hồn đẳng cấp muốn đạt tới địa giai sao là tích từ phúc nhẹ nhàng gật gật đầu lấy thiên phú của nha đầu huyền nữ kia có lẽ linh hồn lực đã ở địa giai chẳng qua linh hồn đẳng cấp theo lời ngươi phải đạt tới địa dài mới có thể luyện ra tứ văn linh đan cũng không phải tuyệt đối năm đó đan vương đã từng đánh vỡ sạch sẽ linh hồn đẳng cấp ở huyền giai liền luyện ra tứ văn linh đan treo cổ như vậy diệp thần kinh ngạc một tiếng nếu không nói là đan vương đâu từ phúc vui dâu trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ đại sở hôm nay thật đúng là tìm không ra người luyện đan có thể vượt qua đan vương lão nhân gia hắn năm đó đã luyện ra thiên tịch đan nói đến thiên tịch đan Diệp thần không khỏi sờ sờ túi đựng đồ của mình, nửa quả thiên tịch đan còn đang nằm ở bên trong. Cầm đi xem một chút đi, bên này, từ phúc đã từ trong ngực lấy ra một quyển hồ sơ ra dê đưa tới. Đan điển, Diệp thần vừa mới nhận lấy liền thấy được hai chữ to trên hồ sơ. Đây là ta mấy năm nay luyện đan lĩnh ngộ, trong đó cũng bao gồm một phần đan dược luyện chế phương pháp cùng rất nhiều linh thảo giới thiệu. Từ phúc đã chậm rãi đứng dậy, sau khi rưỡi thắt lưng một cái, liền bắt đầu tiếp tục luyện đan ta coi ngươi là người kế nhiệm ta bồi dưỡng ngươi cho ta điểm tâm vậy phải diệp thần nhếch miệng cười đã khẩn cấp mở ra hồ sơ